Web theo cô Sương dẫn cho các em phân tích đa thức hành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. Web theo là cái video thứ 8 cô đã hướng dẫn đến cái bài tập số 1, số 2, số 3. Giờ tiếp theo cô hướng dẫn đến cái bài tập số 4 nhé bạn. Ở trong cái video thứ 3 cô đã hướng dẫn cho các em các cái hàm lượng thức ngừng gặp nhé bạn. Đó, chúng ta có tổng cộng là 12 cái hàm lượng thức ngừng gặp nhé bạn, 12 cái hàm lượng thức ngừng gặp. Bây giờ nếu bạn phân tích đa thức hành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, và đầu tiên ta xem coi là nó có nhân tử chung hay không. Ở đây chúng ta gồm có 1, 2, 3, 4, 5. Thì 5 trong 5 hạng tử này không có nhân tử chung với bạn. Đây có chứa x, x, x. Thì đây không có chứa x nhé bạn. Đây chứa y, y. Thì bên này không chứa y. Cho nên nó không có nhân tử chung nhé bạn. Vậy chúng ta chuyển qua cái hạng đẳng thức. Hạng đẳng thức nhé bạn. Đầu tiên để phân tích đa thức hành, để phân tích một cái đa thức hành nhân tử, trước hết mình xem coi có đặt nhân tử chung được hay không. Nếu không có nhân tử chung thì chúng ta chuyển qua cái hàng đẳng thức nhé bạn. Ở đây chúng ta thấy nè, x mũ 2 cộng 4x trừ 2y trừ 4y cộng y bình. Thì chúng ta thấy có cái này là gom thành hàng đẳng thức được nhé bạn. X mũ 2 nè, x mũ 2 nè trừ 2xy nè cộng y bình, x mũ 2 trừ 2xy cộng y bình, x mũ 2 trừ 2xy cộng y bình, nó rơi vào hàng đẳng thức ngừng gặp số 2. Đó, nó bằng x trừ y nó cả mũ 2 nhé bạn. Vậy là ta gom lại x mũ 2 trừ hxy cộng y mũ 2 gom lại thành một nhóm. Rồi 4x mũ 2 trừ 4, xin lỗi, cộng 4x chứ trừ 4y gom thành một nhóm. Vậy mình gom lại thành một nhóm nè bạn. Đó. Đấy. Vậy x mũ 2 trừ 2xy cộng y mũ 2 là bằng x trừ y tất cả mũ 2. Y trừ y tất cả mũ 2 nè bạn. Còn đây mình đặt nhân tử chung là số 4 ra ngoài. Số 4 ra ngoài. Vậy đặt số 4 ra ngoài rồi thì còn lại x trừ y. Còn x trừ y. Đó. Như vậy là x trừ y tất cả mũ 2 sẽ bằng x trừ y nhân x trừ y. X trừ y tất cả mũ 2 là bằng x trừ y nhân x trừ y. Con này hạ này xuống giữ nguyên. Vậy tiếp tục với bạn đặt x trừ y ra ngoài. Đặt x trừ y ra ngoài. Như vậy thì lúc này mấy bạn sẽ còn x trừ y cộng 4. Nè, còn x trừ y cộng 4 bằng đặt x trừ y ra ngoài nè bạn, đặt x trừ y ra ngoài, vậy bạn sẽ còn là x trừ y cộng 4 nhé bạn. Vậy là ta xong câu số 4. Vậy chúng ta qua tiếp tục qua câu số 5. Và câu số 5 như vậy bạn xem coi, trong câu số 5 này nó gồm có 3 hạng tử và chúng ta có thể đặt nhân tử chung là x được nữa bạn. X được, tại vì trong 3 hạng tử này đều chứa chứa biến x hết nhé bạn, để chứa biến x hết. Như vậy là x mũ 3 là bằng x nhân x mũ 2, tại vì đây không ghi mũ gì hết, là hiểu mũ 1 nè, 1 cộng 2 là 3. Vậy là x nhân x mũ 2 lấy dấu trừ, x mũ 2 là bằng x nhân x, tại vì đây là không ghi mũ gì hết, là hiểu mũ 1, 1 cộng 1 là 2, 1 cộng 1 là 2, ra x mũ 2, 2 giữ nguyên. Còn x này là nhân với 1, mà x nhân với 1 bất kỳ số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. Để làm chi bạn, mình xuất hiện nhân tử chung nè. Đó. Vậy đặt x với dấu nhân ra ngoài. Vậy mình sẽ còn x mũ 2 lấy dấu trừ 2x cộng 1 nhé bạn. Vậy x nhân đưa xuống nè, còn x mũ 2 trừ 2x cộng 1. X mũ 2 trừ 2x cộng 1. X mũ 2 trừ 2x cộng 1. Nó sẽ bằng x trừ 1 có cả mũ 2. X trừ 1 có cả mũ 2 nhé bạn. Vậy đó, x mũ 2 trừ 2x cộng 1 sẽ bằng x trừ 1 có cả mũ 2. Như vậy chúng ta đã viết cái đa thức này thành tích của những cái đa thức nhé bạn, gọi là phân tích đa thức hành nhân tử nha. Đầu tiên là chúng ta đặt nhân tử chung, sau đó dùng hàm đẳng thức nhé bạn. Theo cái câu số 6. Câu số 6. 2x mũ 2 cộng 4x cộng 2 trừ 2y mũ 2. Như vậy chúng ta xem nữa bạn, cụm thứ nhất có chứa người số 2, cụm thứ hai cũng có luôn, là 4 là 2 nhân 2 nữa bạn. Là còn 2 này là 2 nhân 1, 2 nhân 1 cũng ra 2. Này là 2 nhân cho y bình, y mũ 2 đó bạn. Vậy mà đặt nhân tử chung là 2 ra ngoài nè.
Đó, đặt nhân ở chung 2 ra ngoài. Đó, 2 nhân x mũ 2 nè, 2 nhân 2 là 4 nè, x nè, 2 nhân 1 là 2 nè, 2 nhân y mũ 2 nè. Vậy mình đặt 2 nhân ra ngoài thì còn lại là x mũ 2 nè. Lấy dấu cộng nè, lấy 2x nè, lấy dấu cộng nè, lấy số 1 nè, lấy trừ nè, y bình. Để nhớ bạn. Rồi. Bây giờ ta đặt nhân ở chung xong rồi, ta xem một cái hằng đẳng nhất. Vậy cô sẽ gom cái x mũ 2 cộng 2x cộng 1 lại, nó là hằng đẳng nhất. X mũ 2 nè. Cộng 2x cộng 1 nữa bạn. X mũ 2 cộng 2x cộng 1. Đó, đây là những cái hằng đẳng nhất thường gặp. Nhớ bạn. X mũ 2 cộng 2x cộng 1 sẽ bằng x cộng 1 với cả mũ 2. Sẽ bằng x cộng 1 với cả mũ 2 nữa bạn nha. Như vậy là x mũ 2 cộng 2x cộng 1 sẽ bằng x cộng 1 với cả mũ 2. Trừ y bình hạ xuống. Vậy này nữa bạn, số 2 để bên ngoài. Còn phía trong ngoặc để nó rơi vào hằng đẳng nhất a mũ 2 trừ b mũ 2 sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b. Nhớ bạn. Vậy số 2 nhân này mình đưa qua nè bạn. Cái trong ngoặc này là rơi vào hằng số 3, a mũ 2 trừ b mũ 2. Vậy bạn che mũ 2 lại thì a là bằng x cộng 1, che mũ 2 lại b là bằng y. Vậy a là bằng x cộng 1, b là y. A là x cộng 1, b là y nữa bạn nha. A là x cộng 1, b là y. A là x cộng 1, b là y. Đó. Như vậy chúng ta đã viết cái đa thức đây nè bạn. Thành tích của những cái đa thức, gọi là phân tích đa thức thành những tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. Đó là đầu tiên mình dùng đặt nhân tử chung nè, sau đó mình dùng hằng đẳng nhất nhé bạn. Rồi, tiếp theo qua câu số 7. Câu số 7 nữa bạn. Câu số 7 thì bây giờ bước đầu tiên là cô đổi, đưa 10 cộng 16 này ra bên ngoài. Cộng 16 đổi chỗ ra ngoài. Bây giờ cô đổi dấu nữa bạn, trừ trừ y mũ 2. Trừ y mũ 2 nè nè bạn. Trừ y mũ 2 nè, trừ x mũ 2 nè. Trừ x mũ 2. Cô đổi thành cộng x mũ 2. Phía trước 2x y này không ghi dấu gì hết, ngầm hiểu là dấu cộng. Thì đổi thành trừ 2x y. Trừ y mũ 2. Cô đổi thành cộng y mũ 2. Như bạn cô đổi dấu nè. Trừ x mũ 2 cô đổi thành cộng x mũ 2. 2x y phía trước này không ghi dấu gì hết, ngầm hiểu dấu cộng. Đổi thành trừ 2x y. Trừ y mũ 2 đổi thành cộng y mũ 2. Khi bạn đổi dấu các cái số hạng này thì bạn phải đặt trước ngoặc dấu trừ. Tại sao cô phải đổi dấu? Cô nhắc lại nè, cô đổi nè. Trừ x mũ 2 thành cộng x mũ 2. Ở 2x y này không ghi dấu gì hết, ngầm hiểu dấu cộng, đổi thành dấu trừ. Trừ y mũ 2 này đổi thành cộng y mũ 2. Khi đổi dấu các số hạng thì nó đặt trước quả này dấu trừ. Tại sao cô đổi dấu? Để cho nó xuất hiện rơi vào những cái hằng đẳng nhất thường gặp nữa bạn. Hằng đẳng nhất thường gặp của mình nè, chúng ta có cái x mũ 2 trừ 2xy cộng y mũ 2. X mũ 2 nè trừ 2xy cộng y mũ 2 là bằng x trừ y tất cả mũ 2. Bằng x trừ y tất cả mũ 2. Nhớ bạn. Như vậy cái x mũ 2 trừ 2xy cộng y mũ 2 là bằng x trừ y tất cả mũ 2 nè. Còn 16, 16 là bằng 4 mũ 2. 4 x 4 là 16. Nhớ bạn. Cái dấu cộng này mình khỏi ghi cũng được. Vậy nó sẽ rơi vào hằng thức là a mũ 2 trừ b mũ 2 sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b. Nhớ bạn, a trừ b nhân a cộng b. Như vậy, che cái mũ 2 lại. Che cái mũ 2 lại. Thì a là bằng 4. Che mũ 2 lại. Thì b là bằng x trừ y. Vậy a là bằng 4 nè, b là x trừ y. A là bằng 4, b là x trừ y nè bạn. Dấu trừ hạ xuống, dấu cộng hạ xuống. Như vậy bây giờ mình bỏ ngoặc số 4 hạ xuống nè bạn. Trừ x. Trừ x nè. Trừ với trừ nè bạn, thành cộng y. Nhớ bạn. Trừ với trừ thành cộng y. 4 hạ xuống cộng x nè, trừ y. Nhớ bạn. Rồi, tiếp tục câu số 8. Đó.
Câu số 8 thì trước hết là mình thấy trong cái biểu ước này nó có nhân ứng chung nữa bạn. Nghĩa là x mũ 3 là bằng x nhân x mũ 2. Để không ghi mũ gì hết, mình hiểu mũ 1. 1 cộng 2 là ra 3 nữa bạn. Như vậy là x mũ 3 là bằng x nhân x mũ 2. Còn x mũ 2 là bằng x nhân x nè. 1 ở đây không ghi mũ gì hết, mình hiểu mũ 1. 1 cộng 1 là bằng 2 nè. X mũ 2 còn 2 y giữ nguyên nữa bạn. X nhân cho y bình. X y bình là x nhân y bình. Còn 9x là bằng x nhân 9. 9 nhân x với x nhân 9 là như nhau. Như vậy nhân ứng chung của mình là x nhân nè bạn. Đặt cái x nhân ra ngoài. Đặt x nhân ra ngoài. Vậy mình còn x mũ 2 cộng 2xy cộng y mũ 2 trừ 9. Nhớ bạn. Rồi, tiếp. Như vậy, sau khi đặt nhân ứng chung rồi mình xem nó có rơi vào những hành đẳng thức thường gặp hay không. Thì mình có x mũ 2 cộng 2xy cộng y mũ 2. X mũ 2 cộng 2y cộng y mũ 2 là bằng x cộng y tất cả mũ 2. X mũ 2 cộng 2y cộng y mũ 2 là bằng x cộng y tất cả mũ 2. Còn 9, 9 là bằng 3 mũ 2. Vậy thì 3 x 3 là 9 nè bạn. Nó đưa về hàm lượng ức là a mũ 2 nè. Trừ b mũ 2 bằng a trừ b nhân a cộng b. Đó. X này, x nhân này mình đưa qua. Như vậy là cái này hàm lượng ức nè bạn. Ở trong ngoặc này là hàm lượng ức. Thì mình che mũ 2 lại. A chính là x cộng y. Che mũ 2 lại. B chính là bằng 3. Nhớ bạn. Đó, b bằng 3. Vậy a là bằng x cộng y nè. A là x cộng y nè. Lấy dấu trừ nè. B là 3 nè. A là x cộng y nè. Lấy dấu cộng. B là 3 nè bạn. Đó. Vậy là xong câu số 8. Giờ tới câu số 9. Câu số 9. Như vậy bây giờ nè bạn. Hai số hạng đầu là mình đặt số 2 ra ngoài là còn x chữ y. Nhớ bạn, x chữ y. Còn những cái số hạng trong này là cô đổi dấu nè bạn. Đổi dấu tất cả các số hạng này luôn. Trừ x mũ 2. Trừ x mũ 2. Cô đổi thành cộng x mũ 2. Cộng 2xy. Cô đổi thành trừ 2xy. Trừ y mũ 2. Cô đổi thành cộng y mũ 2. Trừ x mũ 2 đổi thành cộng x mũ 2. Cộng 2xy đổi thành trừ 2xy. Trừ y mũ 2 đổi thành cộng y mũ 2. Nhớ bạn, khi mấy bạn đổi thì phải đặt trước kết quả dấu trừ. Cô nói lại nè. Trừ x mũ 2. Trừ x mũ 2 đổi thành cộng x mũ 2. Cộng 2xy đổi thành trừ 2xy. Trừ y mũ 2 đổi thành cộng y mũ 2. Thì chúng ta đặt trước kết quả này dấu trừ. Sau khi đổi dấu bạn đặt trước kết quả dấu trừ. Để làm chi các bạn? X mũ 2 trừ 2y cộng y mũ 2 nó bằng x trừ y tất cả mũ 2. Nhớ bạn. Cho đó cái này. X mũ 2 trừ 2y cộng y mũ 2 nó bằng x trừ y tất cả mũ 2. Mà x trừ y tất cả mũ 2 sẽ bằng là x trừ y nhân x trừ y. Đã, x trừ y tất cả mũ 2 là bằng x trừ y nhân x trừ y. Còn 2 nhân x trừ y mình hạ xuống nè bạn. Như vậy lúc này mình sẽ có nhân ứng chung là x trừ y. Đó, đặt x trừ y ra ngoài. Như vậy chúng ta sẽ còn 2 trừ mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc. Đây 2 trừ mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc. Nhớ bạn. Rồi x trừ y hạ xuống. 2 hạ xuống. Trừ x nè bạn. Trừ x trừ với trừ là thành cộng y. Nhớ bạn. Rồi, lao qua câu số 10. Như vậy mấy bạn thấy đây là x mũ 4 là bằng x mũ 2 nhân x mũ 2. Còn này, 2 x mũ 2 là 2 nhân x mũ 2. Như vậy để phân như nãy cô nói để phân tích ứng thành nhân tử thì trước hết mình xem nó có nhân ứng chung hay không. Vậy đã xuất hiện nhân ứng chung là x mũ 2 này, nhân nè. Đó, mình đặt x mũ 2 nhân ra ngoài. Vậy còn lại là x mũ 2 trừ 2. Nhớ bạn. X mũ 2 trừ 2. Như vậy mấy bạn lưu ý nè. 1 mũ 2 là 1 nhân 1. 2 mũ 2. 1 nhân 1 là 2 mũ 2. 1 nhân 1 là bằng 1. 2 nhân 2 là bằng 4. 3 nhân 3 là 9. Vậy không có số nào mũ 2 nên bằng 2 hết. Nếu mấy bạn muốn đưa về mũ 2 thì mấy bạn phải ghi là căn bậc 2 của 2 tất cả bình. Giờ cô bấm miếng cho mấy bạn thấy nè.
mở ngoặc căn bậc 2 của 2 mũ 2 sẽ bằng 2. Nhớ bạn. Đó. Như vậy ở trong x mũ 2 này đưa qua đây nhé bạn. Ở trong ngoặc này là hằng đẳng ức rồi. A mũ 2 trừ B mũ 2 sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Nhớ bạn. Như x mũ 2 đưa qua nè. A mũ 2 trừ B mũ 2 sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Vậy che cái mũ 2 này lại. A sẽ là bằng x. Che mũ 2 này lại. B sẽ bằng căn 2 của 2. Nhớ bạn. A là bằng x, B là căn 2 của 2. A là bằng x, B là bằng căn 2 của 2. Đó, vậy x trừ căn bằng 2 của 2 nhân x cộng căn 2 của 2 nhớ bạn. Còn x mũ 2 là đưa qua. Nhớ bạn. Như vậy là cô mới vừa hướng dẫn cho các em 10 câu phân tích đa thức hành nhân tử bằng cách là phối hợp nhiều phương pháp. Bây giờ con qua cái phương pháp tiếp theo. Đây là câu 1 với câu 6 nha các bạn. Câu 1 với câu 6 là phân tích đa thức hành nhân tử bằng phương pháp là tách các hạng tử. Tách các hạng tử. Nhớ các bạn. Vậy là nãy giờ chúng ta học là chúng ta cắt video cô up lên là có 3 phương pháp. Thứ nhất là phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp hai là dùng hằng đẳng ức, phương pháp thứ ba là nhóm các hạng tử, và cái cách cuối cùng là cái cách mà chúng ta phối hợp nhiều phương pháp. Bây giờ chúng ta học thêm một cái phương pháp nữa, đó là tách các hạng tử nha bạn. Đây x mũ 2 5x này nè bạn, cô sẽ tách nó ra thành 2x cộng 3x. Tại vì 2x cộng 3x ra 5x. Tại sao cô không tách cái 5x này ra thành 1x cộng 4x? 1x cộng 4x cũng ra 5x. Tại sao cô phải tách ra 2x cộng 3x? Tại vì 2 nhân 3 bằng 6. Nhớ bạn. Còn 1 nhân, ví dụ mình tách 5x này nè. 5x này bằng là 1x cộng 4x. Thì 1 nhân 4 nó không ra 6. 1 nhân 4 ra 4. Nên mình tách 2x này bằng 2x. 5x này bằng 2x cộng 3x. Tại vì 2 nhân 3 là bằng 6. Nhớ bạn. Rồi giờ nè, x mũ 2 này nó bằng là bằng x nhân x. Cái 2 này là 2 nhân x. Còn 3x này là 3 nhân x. 6 này 3 nhân 2 đến chi bạn. Nó đặt x làm nhân tử chung nè. Đặt x làm nhân tử chung. Vậy đây mình còn lại x cộng 2. Nhớ bạn, còn đây mình đặt 3 làm nhân tử chung nè. Đặt 3 làm nhân tử chung ra cũng còn x cộng 2. Nhớ bạn, sau đó mình đặt x cộng 2 ra ngoài. X cộng 2 ra ngoài. Đặt x cộng 2 ra ngoài là còn x cộng 3 nữa mà. Đó. Như vậy là làm như vậy người ta gọi là như vậy phân tích đa thức hành nhân tử bằng phương pháp là tách các hạng tử, nghĩa là tách 5x này ra thành 2x cộng 3x nữa bạn. Tiếp theo. Câu số 2. X mũ 2 cộng 5x cộng 4. Như vậy bây giờ mình tách cái này nữa bạn. 5x này nó có nhiều cách tách ra, giống câu số 1 nè. Câu số 1. Ở câu số 1 là cô tách 5x này thành 2x cộng 3x. Tại vì 2 nhân 3, 2 nhân 3 ra 6. Nhớ bạn. Còn dưới đây cũng là 5x. Nhưng mà cô phải tách ra là 1x cộng 4x. Lý do là 1 nhân 4 ra bằng 4 nữa bạn. 1 nhân 4 ra bằng 4. Chứ cô không tách ra bằng 2 nhân 3 giống như này. Tại vì 2 nhân 3 ra 6. Đây 1 nhân 4 ra 4. Nhưng 5x như vậy cô tách ra thành 1x cộng 4x. Tương tự như câu trên. X mũ 2 là bằng x nhân x. Này là 1 nhân x nữa bạn. Này là 4x nè. Còn 4 này là bằng 4 nhân 1. Mà 4 nhân 1 là 4. Đến chi đặt nhân tử chung nữa bạn. X nè. X nè. Đặt x ra ngoài. Là còn x cộng 1. Hả mấy bạn? Giờ ta đặt số 4 ra ngoài. Đặt 4 ra ngoài. Như còn là x cộng 1. Tiếp tục chúng ta đặt nhân tử chung x cộng 1 ra ngoài nữa. X cộng 1 ra ngoài còn x cộng 4. Nhớ bạn được x cộng 4 nè. Đó. Là tiếp tục qua con số 3. Qua câu số 3. Vậy là x mũ 2 trừ 4x cộng 3. Vậy trừ 4x này mình có thể tách ra là nợ 1x, nợ 3x. Nợ 1, nợ 3 là nợ 4. Nợ 4 này nữa bạn có thể là nợ 2, nợ 2 nữa. Nợ 2, nợ 2 cũng ra nợ 4. Nhưng mà tại sao tách nợ 1? Giờ cô ghi số 1 để cho các bạn dễ hiểu. Số 1.
Tại vì mình lấy âm 1 nhân âm 3 sẽ ra cộng 3. Để mình bấm miếng bánh nè. Âm 1 nhân âm 3 sẽ ra thành cộng 3. Nhớ bạn. Đó. Mình tách âm 4 này thành N1, N3 là lý do N1 với N3 ra thành cộng 3. Đó. Vậy x mũ 2 là bằng x nhân x đấy bạn. X mũ 2 là x nhân x. Rồi. Âm 1 nhân x nè. Âm 3 nhân. Cái này số 3 nhớ bạn. Số 3. Âm 3 nhân x. Còn cộng 3 này nãy cô nói rồi là nó sẽ bằng là âm 3 nhân âm 1 nè. Âm 3 nhân âm 1 sẽ là cộng 3. Để chi bằng mấy bạn đặt nhân ấn chung nè. X nè. X nè. X làm nhân ấn chung ra còn x trừ 1. Thấy mấy bạn. Bên đây mình đặt nhân ấn chung là trừ 3 ra ngoài nè. Trừ 3 ra ngoài. Đặt trừ 3 ra ngoài. Thì còn là x trừ 1 nữa bạn. Đó. Tiếp tục mình đặt nhân ấn chung là x trừ 1 ra bên ngoài nữa. Đặt x trừ 1 ra bên ngoài. Thì còn là x trừ 3 nữa bạn. Thấy không? X trừ 1. Đó. Tiếp tục bên đây bạn. X mũ 2 trừ 3 x cộng 2. Như vậy cô sẽ tách trừ 3 này nè bạn. Cũng thành nợ 1. Với nợ 2. Nợ 1, nợ 2 ra là nợ 3. Lý do là âm 1 nhân âm 2 sẽ ra bằng cộng 2. Thì làm tương tự như câu số 3. X mũ 2 là bằng x nhân x. Trừ 1 nhân x. Trừ 2 nhân x. Cái này là cộng 2 thì bằng âm 2 nhân âm 1. Để đặt nhân ấn chung nè bạn. X nè. X nè. Đặt x với nhân ra ngoài còn x trừ 1. Đặt âm 2 ra ngoài. Đặt âm 2 ra ngoài. Âm 2 nhân nè. Còn x trừ 1 nè bạn. Để tiếp tục. Mình đặt x trừ 1 ra ngoài nữa. Đặt x trừ 1 ra ngoài nữa. Bây giờ còn lại là x trừ 2 nữa bạn. Đó. Và xong câu số 4. Rồi. Câu số 5. Câu số 5. X mũ 2 cộng x trừ 6. Thấy bạn. Như vậy là ở đây là cộng 1x nè. Như vậy là cô tách thành âm 2. Có nghĩa là âm 2 cộng 3. Âm 2 cộng 3 ra bằng 1 đó bạn. Âm 2 nè. Âm 2 cộng 3 ra bằng 1. Nhớ bạn. Ra bằng 1. Âm 2x cộng 3x ra là bằng 1. Lý do. Tại vì âm 2 nhân 3 sẽ ra bằng âm 6. Âm 2 nhân 3 ra bằng âm 6. Nhớ bạn. Đó, x mũ 2 là bằng x nhân x, âm 2 nhân x, 3 nhân x. Cái này âm 6 là bằng cộng 3 nhân âm 2. Cộng 3 nhân âm 2 sẽ ra âm 6. Rồi giờ mình đặt nhân ấn chung nè. Mình đặt nhân ấn chung nè. X nè bạn. Đó, đặt x nhân ấn chung, vậy còn là x trừ 2. Bên đây mình đặt nhân ấn chung là cộng 3 nè các bạn. Cộng 3, đặt ra ngoài, thì còn x trừ 2, nhớ bạn. Tiếp tục với bạn đặt x trừ 2 ra bên ngoài nữa. X trừ 2 ra bên ngoài nữa. Nhớ bạn, x trừ 2 ra bên ngoài nhưng mà còn x cộng 3. Đó, bước qua câu số 6. Câu số 6. Đây là x mũ 2 trừ 1x trừ 6x. Như vậy cô bắt cái trừ 1x này nè bạn. Đây là trừ 1 nè. Quy số gì hết ngầm hiểu số 1. Trừ 1 là thành là cộng 2 trừ 3. Cộng 2 trừ 3. Cộng 2 trừ 3. Ra là bằng âm 1 nữa bạn. Cộng 2 trừ 3 có nghĩa là cộng 2x trừ 3x ra là âm 1x. Lý do tại sao cô bắt như vậy là gì? Cộng 2 nhân âm 3 là bằng âm 6. Mấy bạn bấm miếng tính đi. Cộng 2 nhân âm 3 ra bằng âm 6. Giờ đặt nhân ấn chung nữa bạn. X mũ 2 là bằng x nhân x. Này là 2 nhân x, 3 nhân x. Còn âm 6 là bằng âm 3 nhân âm 2. Âm 3 nhân âm 2. À xin lỗi nha bạn. Này là âm 6 là bằng âm 3 nhân cộng 2 nha bạn. Âm 3 nhân cộng 2 mới ra âm 6. Vậy bạn đặt nhân ấn chung này. X mũ 2 nè. X mũ 2 ra ngoài thì còn x cộng 2 nữa bạn. Đấy chưa? Còn ở bên này mấy bạn sẽ đặt âm 3 ra bên ngoài. Âm 3 ra bên ngoài. Như vậy nó sẽ còn lại là x cộng 2. Nhớ bạn còn lại x cộng 2. Đó. Cô nói lại nè. Ở đây mình đặt x ra ngoài thì còn lại x cộng 2.
đặt âm 3 ra bên ngoài thì còn lại là x cộng 2. Đó, nếu mà mình đặt x cộng 2 ra bên ngoài nữa, đặt x cộng 2 ra bên ngoài nó còn x trừ 3 nhé bạn. Vậy là cô mới vừa hướng dẫn xong cho các em một cái phương pháp phân tích đóng thành nhân tử bằng cách là tách các hạng tử. Như đây cái phương pháp này là hiếm có khi sử dụng, ít có khi sử dụng, nhưng mà lên lớp 9 và lên cấp 3 mấy bạn sẽ sử dụng nhiều nhé bạn. Và cái phân tích đa thức thành nhân tử này nó có nhiều ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là chúng ta sẽ là tìm x nha. Tìm x thì trong cái video clip sau, clip theo sau cô sẽ hướng dẫn cho các bạn là ứng dụng của phân tích đa thức thành nhân tử trong cái việc tìm x. Hẹn các bạn ở cái video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để được xem các cái video hướng dẫn học tập một cách nhanh nhất nhé bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt. Chào các bạn.